Con kia mày ngon, mày đứng lại đi. Mình làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt, cửa nẻo thì chưa cài khoen. Với lại hôm nay em đi xa về, em còn mệt. Mình thông cảm cho em. Em ưa lên Sài Gòn á là vì em tội nghiệp mấy đứa cháu. Mình cũng nên nói với má, để má thương mà bỏ qua cho em. Chứ em có làm gì để má buồn. Mà cũng tại mình nữa, không có ai như mình hết. Mình nhích vô cho em nằm với. Ngồi xe đò cà rịch cà tàng, mỏi cái lưng quá. Thôi, mình đốt đèn hụt dịch đi anh. Chứ đèn này lâu ngày nó bị hụt tim rồi. Giả lại nó chớp chớp nhức mắt quá. Đèn lớn thì hụt tim, còn đèn hụt dịch thì lờ mờ. Thôi kệ, sáng được chừng nào hay chừng đó hen. Anh biết đàn không? Cũng biết chút chút. Vậy mà không chịu nói. Anh đàn cho em nghe đi. Tắt đèn rồi. Hột quẹt đâu rồi ta? À, em nhớ rồi. Hồi nãy anh để trên đầu tủ, để em đi lấy. Ôi da. Có chuyện gì không em? Em ơi, em có sao không? Dạ, không sao. Nhào vô, sởn tóc, lộn quần áo nó cho tao. Dạ. Cô à, có gì bình tĩnh từ từ nói, đừng có làm dữ như vậy. Thầy giáo cái thứ gì mày? Mày chưa đĩ chưa điếm đàn ăn tiền đầu đúng không? Cô ăn nói vậy hả? Bước chân ra khỏi nhà tôi. Ê, mày làm gì vậy? Mày ra đây. Mày ra đây để tao xởn tóc lộn quần áo mày. Mày ra đây. Mày ra đây. Mày ra đây coi. Có chuyện gì thì cũng còn có đó. Cô hãy bình tĩnh lại đi chứ. Bình tĩnh cái nỗi gì hả? Tụi bay đâu? Nhào vô xởn tóc lộn quần áo đó cho tao. Nè, dở xởn tóc lộn quần của tao nè. Chuyện của người ta. Mấy người ăn nhầm gì mà sang vô hả? Nhào vô, đánh chết con đĩ đó cho tao. Nè 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 nè, cô kia, cô có gì á thì từ từ nói. Nhìn cô coi bộ có học, sao ăn nói thúi quá vậy? Tội nghiệp cô giáo, yếu đuối thiệt thà. Sao cô kéo cả bầy tới đây để mà gây gỗ vậy? Có giỏi gì đâu, có giỏi á thì đánh tôi nè. Mấy người biết cái gì mà xía vô hả? Cô giáo gì mà giật chồng người ta? Ê, con đĩ kia, mày giật chồng tao rồi bây giờ mày câm họng không dám nói hả? Hả? Cô nói ai giật chồng cô? Giật hồi nào? Có bác tại trận không mà nói vậy? Nè 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 nè, cô đừng có ý mà cô nhiều tiền rồi cô nhục mạ người ta. Hạng bình dân này chỉ biết trọng người hiền, dám trừ kẻ dữ.
Nè, cô giỏi á, cô nhào vô cô quýnh tôi thử coi. Cô sẽ biết dân cần ruột này dám làm dám chết vì nghĩa đó. Nè, cô mà còn nói một tiếng nữa hả, thì tôi sẽ mừng cô liền đó. Giỏi vô, vô, vô. Tụi bay coi chừng đó. Tiếng tay tao, tụi bay coi chừng đó.